Nhận định bóng đá Liverpool với Brighton. 3 giờ 15 phút ngày 4 tháng 2, vòng 22 Ngoại hạng Anh. Liverpool tiếp đón Brighton và hậu vệ Albion tại Anfield với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã trở lại vị trí thứ 3 sau 2 chiến thắng liên tiếp trước West Ham và Tottenham. Chuỗi trận sa sút đã được chấm dứt. Giờ là lúc thầy trò Klopp cần duy trì sự tự tin để nuôi hy vọng đua vô địch. Hàng công của The Kop cũng đã sắc bén trở lại với mũi tam tấu Man, Salah, Fabinho. Sự thăng hoa của bộ ba này phần nào giúp ông thầy người Đức vơi bớt nỗi lo. Hàng thủ của lữ đoàn đỏ cũng mới được gia cố bởi hai tân binh là Ben Davies và Kabak. Hai bản hợp đồng đúng lúc, đúng chỗ. Phía bên kia chiến tuyến, Brighton đang có 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới, thắng 2 và hòa 1. Kết quả này giúp chim mòng biển tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng. Đáng chú ý, đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter mới đánh bại ứng viên vô địch Tottenham Hotspur với tỷ số 1-0. Tinh thần lên cao, chắc chắn Brighton sẽ không dễ dàng để cho Liverpool khuất phục. Tuy nhiên, lịch sử lại không đứng về phía đội khách. Brighton đã không đánh bại Liverpool trên sân nhà hay sân khách trong bất kỳ đấu trường nào kể từ tháng 1 năm 1984. Vì vậy, một điểm đã là thành công lớn với Graham Potter cùng các học trò. Dự đoán Liverpool với Brighton, 3-1.